Xin chào các khán giả của KCF Basketball. Vào buổi sáng ngày hôm nay, Celtics đã có trận đấu trên sân American Airlines Center suôn sẻ khi giành chiến thắng 106-99. Mặc dù dẫn trước với khoảng cách hơn 20 điểm khi thời gian thi đấu chỉ còn 11 phút, tuy nhiên cỏ ba lá vẫn phải trải qua những phút cuối kịch tính để vươn lên dẫn trước 3-0 trong loạt playoff đáng mong chờ nhất của mùa này. Không chần chờ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến chính cũng như là những điều đáng chú ý nhất trong trận đấu này. Jason Tatum và Kyrie Irving cùng trở lại mạnh mẽ trong hai hiệp đấu đầu tiên. Bộ đôi ngôi sao của Maverick, Kyrie Irving và Luka Doncic đã cùng nhau ghi tới 37 điểm trong tổng số 51 điểm ở hai hiệp đấu đầu tiên của Dallas. Nhờ vậy mà Mavs đã có được lợi thế dẫn trước 51-50 trước khi hai đội bước vào hiệp đấu thứ 3 trên sân đấu American Airlines Center. Uncle Trill Kyrie Irving có 20 điểm trong nửa đầu trận, điều rất cần thiết cho đội bóng của Mark Cuban. Nhất là khi anh chàng đã không thể ghi được hơn 16 điểm trong hai trận đầu tiên ở loạt final trên sân nhà TD Garden của Boston Celtics. Bên cạnh đó, Doncic cũng đã ghi thêm 17 điểm. Trong hiệp 2 thì có lúc bộ đôi Irving và Doncic đã ghi tới 24 trong số 35 lần thực hiện các tình huống ghi điểm của Dallas, ghi được 27 trong tổng số 38 điểm của cả đội, trong khi không cầu thủ nào khác của Mavs thực hiện nhiều hơn hai cú ném. Dẫu vậy, Boston lại tỏ ra không hề hấn gì trước năng suất ghi điểm của Irving và Doncic. Những thời điểm như thế này thì Celtics rất cần đến khả năng ghi điểm của Jason Tatum và anh đã không làm các cổ động viên của cỏ ba lá thất vọng. Tatum cũng đã ghi được 20 điểm, con số tốt nhất mà số 0 của Celtics ghi được trong nửa đầu trận đấu nếu chỉ tính loạt trận NBA Finals. Ngoài ra, Sam Hauser, người chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị cũng đã có 9 điểm bằng 3 tình huống ném xa, trong khi Jalen Brown cũng ghi 6 điểm cùng 5 pha kiến tạo, 3 rebound và 1 block cho Boston trong hai hiệp đấu đầu tiên. Cả hai đội đều đạt tỷ lệ ném 3 điểm thành công 33,3% trong hai hiệp đầu, nhưng Boston thực hiện nhiều hơn Dallas 4 cú ném 3 điểm, qua đó vẫn giữ được trận đấu ở một khoảng cách rất nhỏ, chỉ là 1 điểm. Celtics bắt đầu hiệp 3 không thể hoàn hảo hơn. Ngay khi bước vào nửa sau trận đấu, Boston thực hiện thành công liên tiếp cả 6 field goal của mình và vươn lên dẫn trước 64-59 chỉ trong vòng hơn 3 phút của hiệp 3. Trong 14 điểm trong vánh này, Tatum, Brown và Drew Holiday, mỗi người đều đóng góp 2 tình huống ghi điểm. Tiếp đà hưng phấn, Celtics đã liên tiếp ghi được những điểm số. Họ ghi nhiều hơn Mavericks tới tận 16 điểm trong hiệp 3, với tỷ số trong hiệp là 35-19, với nhân tố chính là Jalen Brown 13 điểm và Jason Tatum với 7 điểm. Qua đó họ thổi bay khoảng cách lên tới 15 điểm, chẳng khác gì đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Dallas Mavericks. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ còn diễn ra theo chiều hướng chống lại Dallas hơn sau tình huống ném 3 điểm của Derrick White để đưa khoảng cách về con số 21. Tuy nhiên, đây là tố chất ngôi sao và tinh thần thi đấu của đội bóng đến từ vùng Texas. Nhưng ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Họ ngay lập tức có một chuỗi lên điểm 22, đưa khoảng cách chỉ còn là 3 điểm với tỷ số 93-90. Tuy nhiên, mọi chuyện từ đây lại trở thành thảm họa với đội bóng của tỷ phú Mark Cuban. Ngôi sao số 1 của Dallas, Luka Doncic đã có một tình huống phạm lỗi khi thời gian thi đấu còn 4 phút 12 giây sau nỗ lực cầu lỗi tấn công của Jalen Brown. Huấn luyện viên Jason Kidd của Dallas tất nhiên đã phản đối quyết định này, yêu cầu một tình huống xem lại bằng ghi hình. Tuy nhiên, quyết định của các trọng tài vẫn được giữ nguyên. Đây là lần đầu tiên Doncic foul out trong sự nghiệp thi đấu playoff của mình, cũng mới chỉ là lần thứ 3 anh bị foul out ở NBA. Thế là Doncic bị buộc phải kết thúc trận đấu sớm với 27 điểm, 6 pha kiến tạo và rebounds, chỉ số trung bình hiệu suất 11/27 lần thực hiện các tình huống ghi điểm và 1/7 tình huống ném 3 thành công. Khi khoảng cách 3 điểm với tỷ số 95-92, bộ đôi backcourt của Boston đã kết hợp cùng với nhau và tình huống ném 3 này của Derrick White dường như đã chấm hết mọi nỗ lực của Dallas. Tuy Kyrie liên tục tạo ra những điểm số cho Dallas bằng cách này hay cách khác, từ ghi điểm tới kiến tạo, thì Boston vẫn tỏ ra bình tĩnh với những tình huống ghi điểm đều đặn của mình. Dallas dù rất cố gắng, với sự gồng gánh của Kyrie Irving ghi 9 điểm trong hiệp 4, nhưng vẫn không thể lật ngược được tình thế. Kyrie kết thúc trận đấu với 35 điểm, cùng với Doncic có tổng cộng 62 điểm, con số khá ấn tượng. Nhưng Boston cũng chẳng kém cạnh gì bộ đôi JJ khi ghi tổng cộng 61 điểm. Dallas đã bị Celtics dẫn 3-0 cho loạt final năm nay. Nếu muốn giành danh hiệu Larry O'Brien mùa này, họ sẽ phải giành chiến thắng ở cả 4 game còn lại trong loạt final nếu có. Điều chưa từng xảy ra một lần nào trong lịch sử gần 80 năm của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA ở bất cứ loạt playoff nào, chứ đừng nói là một loạt chung kết tổng. Đã có 156 lần trong lịch sử playoff mà một đội có thể vươn lên dẫn trước 3-0. Và toàn bộ 156 lần, những đội bóng ấy đều có được chiến thắng chung cuộc. Còn nếu nói đến việc dẫn 3-0 ở loạt chung kết, chỉ một đội duy nhất bị dẫn với tỷ số này có thể buộc đối thủ phải đấu game 7. Và điều này đã xảy ra từ rất lâu rồi, năm 1951.
Tính rộng hơn, trong 156 lần kể trên, chỉ có 4 đội bóng có thể chơi được game 7 sau khi bị dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, Celtic vẫn hết sức chủ quan. Vì sao ư? Vì họ chính là đội bóng gần đây nhất được chơi game 7, thậm chí là trên sân nhà, sau khi để Miami Heat cùng Jimmy Butler dẫn trước 3-0. Tuy vẫn thất bại game 7, tuy nhiên nếu trong loạt final năm nay họ để Dallas chiến thắng liên tiếp 3 game đấu, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra ở game đấu thứ 7. Ngày hôm nay, Kristaps Porzingis không thể ra sân do tái phát chấn thương. Tuy nhiên, Boston dường như đã chuẩn bị sẵn cho viễn cảnh này và tạo ra một kế hoạch hoàn hảo để chiến thắng. Hãy nhìn vào những con số này. Cả Boston Celtics và Dallas Mavericks đều có được số điểm thành công là 38, cùng 2 lần ném mid-range thành công là 3. Cả hai đội hôm nay đều có 9 lần turnover. Nhưng với việc không có Porzingis, khu vực 3 giây của Boston trở nên yếu hơn so với Dallas. Dallas có tới 7 offensive rebound so với 6 lần của Celtics. Họ cũng vượt trội Celtics với 52 lần ghi điểm trong paint so với 36 điểm của cỏ ba lá. Các ngôi sao của hai đội về cơ bản cũng là ngang nhau. Jason Tatum và Jaylen Brown có tổng cộng 61 điểm so với 62 điểm của cặp đôi Doncic Kyrie. Thậm chí tỷ suất ném 3 của hai đội cũng gần như y hệt, với 37% cho Boston và 36% cho Dallas. Vậy làm thế nào mà Celtics có thể giành chiến thắng trong trận đấu này, và kể cả tỷ số free throw là 14-13 nghiêng về phía Dallas? Bí quyết chính là việc huấn luyện viên Joe Mazzulla biến việc cỏ ba lá không có Porzingis trở thành một đội bóng hoàn toàn khác. Họ gần như để cả 5 cầu thủ của mình ngoài vạch 3 điểm và thực hiện 46 tình huống ném 3, rồi thành công tới 17 lần, so với chỉ 9 lần thành công của Dallas. Như lẽ tất yếu, chiến thuật này của Joe Mazzulla phát huy hiệu quả. Dù có hiệu suất tương đương, thậm chí kém Dallas ở một số mặt, họ vẫn có thể tạo ra khoảng cách điểm số bằng những cú ném 3 của mình. Jason Tatum biết rằng lợi thế 3-0 của Celtics là một khoảng cách tốt, nhưng chưa phải lúc để đội bóng của anh thả lỏng. Chúng tôi chỉ cách việc tạo nên lịch sử đúng một chấn thương mắt cá mà thôi, Tatum nói, với hàm ý chỉ đến chấn thương của anh trong game 7 với Miami ở trận chung kết miền Đông mùa trước đã cản trở cơ hội lội ngược dòng của Boston sau khi bị dẫn trước 3-0. Chúng tôi không thể thư giãn ngay bây giờ. Cuối trận đấu, chúng ta cũng thấy khoảnh khắc mà bộ đôi JJ ôm nhau rất lâu. Có lẽ đây chính là sự trưởng thành mà Boston cần thấy nhất vào lúc này. Điều quan trọng bây giờ không phải ai là Batman, ai là Robin, không phải ai giành được Final MVP, mà quan trọng nhất, họ vẫn phải tập trung mang danh hiệu NBA thứ 18 về cho Celtics. Nếu giữ được sự tập trung này, Celtics chắc hẳn sẽ vươn lên trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử NBA trong chưa đầy một tuần nữa, phá vỡ thế cân bằng giữa cỏ ba lá và Lakers. Thay cho lời kết, KCF Basketball muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của cố huyền thoại Jerry West, cảm hứng cho chiếc logo huyền thoại của NBA. Để biết rõ tầm ảnh hưởng của ông cùng sự nghiệp lẫy lừng của Jerry West, hãy click vào video này nhé.